Đồng thời, Sở Y tế Đồng Nai cũng đã khen thưởng đột xuất cho Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mát, thành phố Biên Hòa khi phẫu thuật nối vết thương thành công cho một nam bệnh nhân bị tai nạn lao động, đứt gần lìa cổ chân. Bệnh nhân Huỳnh Văn Hậu, 43 tuổi, ở huyện Nhân Trạch, nhập viện trong tình trạng vết thương cổ chân trái, đứt lìa, gần như toàn bộ, chỉ còn dính một phần da ở mặt trước cẳng chân, mạch nhanh, vết thương nhiều dị tật. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, theo đó, bệnh nhân được cắt lọc, vệ sinh kỹ vết thương. Với trường hợp này, phải kết hợp nhiều phương pháp mổ, từ vi phẫu, nối dây thần kinh, mạch máu đến phẫu thuật kết hợp xương cố định chỗ gãy, nối gân cơ. Đây cũng là ca phẫu thuật đầu tiên kết hợp nhiều phương pháp được bệnh viện thực hiện. Ca mổ kéo dài 6 giờ, sự phối hợp tốt giữa các kiếp phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu đã góp phần mang lại thành công cho ca mổ. Hiện bệnh nhân đã xuất viện và hồi phục tốt.